Xin chào các bạn, hôm mình là Sơn Dũng đây. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một đôi giày rất nổi tiếng của thương hiệu Under Armour. Đây là một đôi giày rất là đẹp và thuộc dòng cao cấp Under Armour. Under Armour là một trong những thương hiệu của Mỹ và người sáng lập ra cái thương hiệu Under Armour này chính là Calvin Klein. Và Calvin Klein đã thành lập Under Armour vào ngày 25 tháng 9 năm 1996. Và bắt đầu cái sản phẩm của Under Armour bắt đầu được đặt hàng lớn nhất vào năm 1999, và từ đó trở đi thì cái thương hiệu Under Armour này nó đã phát triển và rất là lớn mạnh. Nay mình sẽ review cho các bạn một đôi giày Under Armour. Đây là cái logo của Under Armour. Và đây là chiếc giày của chúng ta. Một chiếc giày cực kỳ cao cấp. Chiếc giày Under Armour này là sự kết hợp với một nhân vật rất là nổi tiếng với chúng ta. Đó chính là Dwayne Johnson, hay còn gọi là The Rock. The Rock là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Hollywood. Và anh chuyên quảng cáo cho tất cả những cái dịch vụ về thể thao. Và anh cũng là một vận động viên rất là to lớn. Anh đóng rất là nhiều bộ phim bom tấn. Và sự kết hợp giữa Under Armour và The Rock đã sản sinh ra một thế hệ giày, đó được mang tên là Under Armour Project 1, và đây là chiếc Project 5. Đó, màu sắc của nó rất là đẹp nhá. Đó, đây là một chiếc giày kinh điển luôn. Nó thuộc dòng cao cấp và cầm trên tay cũng rất là nặng. Đây là cái đế của nó, rất đẹp đúng không các bạn? Đó, đây là cái logo thương hiệu. Đây là hai cái điểm nhấn để chúng ta nhìn được và phát hiện được ra đây là thương hiệu Under Armour. Thì chiếc giày Project 5 là thế hệ thứ 5 của Project Rock. Thì đôi giày với cái đế ấy, nó giống như đế bút đấy, nhưng mà nó không phải bằng hạt bút mà nó rất là cứng cáp, cái form này rất là cứng. Thì bên trong của chúng ta đấy có một cái lớp lót bảo vệ này, thì nó dính rất là chặt và mình không thể bóc ra cho các bạn xem được. Nhưng mà ở đây nó có một cái lưỡi gà rất là mỏng, nó khác với những cái dòng thể thao Adidas, Nike hay Puma đấy, nó rất là nó bè ra. Nhưng mà cái này nó sẽ giúp cho chúng ta không bị đau cái phần trên của bàn chân mình đấy. Đôi giày này cũng khá nặng. Thì thương hiệu Under Armour này nó sản xuất rất là nhiều về giày thể thao, về áo, về mũ, nói chung là tất tần tật về các dụng cụ thể thao để cho chúng ta tập luyện. Thì Under Armour này bây giờ nó cũng là một trong những thương hiệu thể thao đứng sau Nike thôi, và nó sánh ngang với Adidas rồi. Đó, thì chút nữa mình sẽ trên chân cái sản phẩm này và nói về cái cảm nhận của mình cho các bạn cùng xem nhé. Thì cái thương hiệu này thì nó khi mà nó bán ra thì nó rất là mắc, nhưng mà sau một thời gian thì khi mà cái hàng nó còn tồn lại thì nó sẽ sale cho các bạn với cái giá rất là hợp lý, 40 đến 50% tùy sản phẩm. Thì khi mà mình mua cái sản phẩm này thì nó cái giá ban đầu của nó đưa ra nó là 150 euro. Thì nó khoảng hơn 4 triệu tiền Việt Nam. Nhưng mà nó có những cái đợt sale ấy thì nó rất là rẻ.
thì khoảng 30%, 40% hoặc 50% thì chúng ta sẽ mua được với cái giá rất là hời, thì có thể đi trên chân của mình. Thế thì đôi này thì tuyệt vời đấy, không còn gì để nói. Bởi vì trong tất cả những cái loại giày mà mình đã từng đi, Nike, Adidas, Puma, thì Under Armour này nó cho mình cái cảm giác thú vị hơn rất là nhiều. Thì trong cái đôi giày này ấy, thì bên cái đôi giày phải, đây là đôi giày bên trái đúng không? Đây là bên đôi giày bên phải này. Thì ở dưới đây nó sẽ có một con chip. Và cái con chip này nó sẽ kết nối với cái chiếc điện thoại của chúng ta. Thì cái con chip này nó sẽ nhận nhận diện được cái đôi giày này. Và ví dụ như là chúng ta đi được khoảng 5 km thì nó sẽ ghi ra là chúng ta đi được 5 km. Và nó sẽ cho chúng ta biết là cái giá trị hiện tại của đôi này sử dụng được bao nhiêu lâu nữa. Và chính vì cái con chip này thì nó sẽ giúp cho cái thương hiệu này nó vượt lên rất là cao so với những thương hiệu khác, và nó đi trước các thương hiệu khác chắc khoảng chừng 100 năm về con chip. Còn về cảm nhận đi thì tùy mỗi người thôi, nhưng mà vì con chip này thì nó sẽ nhận biết được chúng ta có cái thương hiệu này. Còn những cái dòng này thì không bao giờ làm nhái làm giả được nhé các bạn nhé, không bao giờ, bởi vì là mỗi đôi giày xịn của Under Armour này nó đều có con chip để nhận diện. Còn khi mà chúng ta không nhận diện được cái con chip đấy thì đôi giày này là đôi giày fake. Nhưng mà đôi giày này, Under Armour này rất là khó làm giả. Vì vậy là nó thực sự là một đôi giày rất là tốt để cho chúng ta sử dụng nó. Thì như chúng ta biết rồi, Nike, Adidas hay Puma là một trong những cái hãng mà làm fake rất là nhiều. Nhưng mà cái dòng này thì không bao giờ làm giả được nhé. Và có làm giả thì cũng biết được đó là đồ thật hay là đồ giả. Và không nói nhiều hơn nữa thì mình sẽ trên chân đôi giày này cho các bạn xem nhé. Sau khi trên chân sản phẩm Under Armour này thì mình có một cái cảm nhận là nó rất là ôm chân, và cái độ dày của đôi giày ấy sẽ giúp cho cái bàn chân của mình êm ái hơn. Còn những cái sản phẩm Nike mình đã đi rồi, nó những cái sản phẩm cao cấp ấy thì nó có đế giày như thế này thì đi rất là thích, nhưng những cái sản phẩm mà thông thường ấy thì đế nó rất là mỏng như này này, đi sẽ cho chúng ta cái cảm giác là nó hơi bị đau ở gót. Còn đối với sản phẩm này ấy, thì nó dày, cái phần gót sau là rất là dày, đi nó nâng cái gót cái chân của mình lên đấy, cho chúng ta cái cảm nhận là rất là êm ái. Thì đằng trước này nó cũng rất là bó bó đôi chân của mình, nhưng mà nó bó mà nó cảm giác cho chúng ta êm ái ấy. Và đi một lúc lâu ấy thì các bạn cảm tưởng như là mình không có đi đôi giày này đấy, giống như kiểu là nó rất là nhẹ và cảm tưởng như là mình không có đi như là mình đi chân trần đấy, dạng như vậy. Thì nói chung là sản phẩm này nó sẽ nâng niu cái đôi bàn chân của mình, vì nó là sản phẩm cao cấp nên mỗi người chúng ta cần phải có một đôi như thế này. Thứ nhất là để luyện tập thể dục thể thao, thứ hai là để phối hợp với những bộ quần áo thể thao mặc thời trang nữa, rất là đẹp. Hãng sneaker này sẽ, mình nghĩ trong tương lai nó sẽ vượt mặt Adidas và sánh ngang với Nike đấy. Thì hôm nay mình chỉ dừng đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và nếu hay thì các bạn hãy like và đăng ký kênh cho mình nhé. Mình là Xuân Dũng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở trong một video tiếp theo.